Dạ hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Vòng Phong TV nha cả nhà mình ơi. Thì hôm nay là một buổi trưa cả nhà, mập nó hứng nó vô đây nó làm đã nó rủ em đi hai thằng ngồi máy quay quay khơi gì cả nhà. Thì cái này chắc là quen luôn với mấy anh chị mình luôn á, anh chị em nào mà coi những clip mà sinh tồn á, mấy anh em hay đi kéo cá đồ, kéo cá cha, kéo tép đồ, kéo cá sặc, cá gô, cá lóc, cá chơi, cá gì lồng tông gì cả nhà. Thì ở đây nha. Tức là ở đây đầy đủ cá nha mấy anh chị. Anh chị em nào mình có coi mấy clip sinh tồn em là sẽ nhận ra cái khung cảnh ở đây à. Thì hôm nay bạn Caraman đi làm buổi trưa. Thì ở đây có anh ảnh nè, anh bồ anh rủ em vô. Cái đầu em thấy cái võng ngay trong nhà anh chị mà chưa văng, em tính văng võng này nằm luôn. Nhưng mà bữa giờ em cũng cho mấy anh em kia là lên bờ xuống ruộng nhiều lắm rồi anh chị. Anh chị mình nhớ cái vụ mà cướp xe đường, ăn cướp chưa cướp xe nữa đâu, bộ không à, chưa cướp xe chứ nha. Mấy ảnh cứ té đé chưa anh chị. Chạy tùm lum cho em vừa có báo chạy một cái là nó thở mà nó gượt em chạy muốn chết vậy. Nó thở thì thôi luôn anh chị ơi, nhưng mà về nhà nó chửi em lắm anh chị. Nhưng mà không sao nha, nhà mình nói chung là mình có chơi là mình có chịu nha anh chị. Thì em thấy cái giỏng này em cũng nghĩ ra một cái bàn cho anh, nói chung là hơi quá đáng nha. Anh chị nào mình có xem clip thì cả nhà mình thông cảm nha cả nhà. Để cho mấy anh em kia lên bờ xuống ruộng cho té đé ăn bữa nữa đi mấy anh chị ơi. Chứ ở không hoài mấy ảnh lao vô khí mệt lắm. Lỡ bàn cho như thế nào thì cả nhà mình đón xem nữa nha. Để em đặt góc rồi em sẽ nhờ bạn Caramel này điện mấy anh em vô nha. Tại vì em điện vô là mấy anh nó sẽ nghi ngờ em mấy anh chị. Để cho mấy ảnh cho bạn Caramel điện vô đây là đi làm xài trong đây nè. Có cá này kia nọ mấy ảnh ham cá lắm anh chị. Nhất là mà báo á, thấy mặt nó ngáo ngáo gì nó ham cá lắm. Mà cái nhà mình đối xe cả nhà. Giờ thật cay nha nhà ơi. Lỡ chữ rồi cho nó chữ luôn đi. Biết sao giờ. Đi đúng rồi. Sớm giờ em đi không thấy chỗ này là má hết nè mấy anh chị. Đây là dừa nha cái nhà. Cái dừa này chung là uống được rồi đó anh chị. Tại giờ mấy em uống dừa nhiều quá nên không uống nữa. Em sẽ ra giọng ở đây em nằm nha mấy anh chị ơi. Đợi mấy anh em vô thôi. Uống dừa nhiều té đé. Uống nhiều quá thì sẽ té đé. Bữa trưa mà răng giọng trong vườn này như thế này mấy anh chị ơi được rất chi là ok luôn nha mấy anh chị. Ngủ thứ nào chưa nổi. Ngủ một cái là im mọn luôn á. Im mọn ta. Có thòm đông hư. Chắc không đâu bà có ngủ. Trời ơi, răng giọng nó bao chắc luôn á. Bao luôn phải không? Bao luôn. Lộn cái dừa cái coi. Bự dưới ta. Dừa mắm bự bà nội. Cào một xíu nữa đi. Giọng này thuộc chứ á. Từ. Lên thử đạn liền. Lên thử đạn liền. Thử đạn liền. Trời tôi gian giọng anh em cứ yên tâm lên mà nằm thôi chứ. Quê em. Đó theo qua nhà. Dân võng cứ dân là mình nằm là mình quá im. Thôi ngồi ở đây muốn đi cà phê đó, ngắm cái cảnh này mà chiêu chiêu hang. Chim chờ cá lặn như thế này là còn gì bằng nữa mấy anh chị. Em nói thiệt chứ quê mà anh chị em mà sống Sài Gòn nóng được không cứ về quê đi. Em chắc vô vườn xài nằm là ngủ bao phê luôn mấy anh chị. Nhất là mấy chị mà xinh tươi đó hang. Thôi bạn mà ăn được chứ em ơi. Nhưng mà 18 19 là ok cả nhà. Thôi em không để cái nhà để lâu nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ nhờ bạn Caramel là điện mấy anh em chơi vô nha cả nhà. Để cho mấy anh chị mình đón xem những cái màn tròn của em dành cho mấy anh em là té đé luôn nha cả nhà. Mời cả nhà đón xem nha. Hello cả nhà nha. Giờ em sẽ đặt cam đây. Em sẽ cho mọi người kia hay cái nha cả nhà. Bây giờ bạn Caramel sẽ điện cho mấy anh em chơi vô nha cả nhà. Này em cũng không dám nằm luôn mấy chị ơi. Em nằm cái giá đi bên này thôi này. Trời ơi trời ơi. Điện thoại của bà nội. Điện thoại tao biết sao. Cái gì? Điện thoại tao biết sao mà vô nó nhập vô nít mày á. Em trong lúc chờ đợi mấy người đó nó sửa sạn vô mấy anh chị em đi kiếm cây dao em chặt trái dừa uống nha cả nhà. Tất cả anh em tập hợp vô trong đồng qua đất của Sa chơi với tôi một xíu rồi. Có một chuyện vui lắm. Thôi em chặt cái dừa em mời cả nhà mình uống dừa nha cả nhà. Dạ rồi. Dạ ông nấu. Dạ rồi. Em dạ gì? Dạ. Cái này. Dạ cứ ngắt cứ nằm dưới là cứ dạ rồi nằm trên á.
thằng trên mới non. Thôi uống nhiều giờ đi. Mày cầm ơi tao thấy rồi. Thằng cứng như trời. Dạ không cứng. Dạ đây là trái dừa của Phúc Sa trồng nha cả nhà. Tại ơi, tại chưa chặt trái dừa nó vô tới. Giờ không biết em đi về đâu trên chuyến xe của mình. Trời ơi, vừa khô má ơi. Thầy bố lục ba chặt lỏng đầu ta ơi. À ừ. Mày đi ra ông xứng chân mày cả. Ra coi chỗ này đất có mày xèo rồi, cái này cứng nè. Chặt được. Mày qua đứng đây đi. Chặt cho. Qua nằm võng đi, tao chặt cho mày ố luôn à. Ghét chứ giống như dò là như già ừ có gì đó không sống mẻ mẻ như già rồi nói chặt cái gì vô bập 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 chứ không già đi tới đó đi tới đó nghỉ nè làm giọng không già ơi. Đổ đầu này bảy tôi gì trời. Bảy người làm gì sao? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ai đang nhậu mày? Trời ơi. Không lẽ nào đây là sự thật? Đây là gì? Đi vừa đi. Gì ai làm gì đâu tự nhiên lên giọng nằm kỳ cục với Quy. Mày hay lắm nhọn, mày hay lắm. Tao có làm gì đâu. Hồi nãy giờ tao thấy mày không lên giọng nằm nè, là một chị nè. Cái thứ hai mày chặt dừa mày kia tao lên giọng hoài. Tao kia lên giọng nằm chặt dừa uống tao có làm gì đâu trời. Uống dừa không? Uống dừa không? Uống dừa mát rồi. Tự nhiên tao ngậu đây mày nằm giọng té luôn. Trời nó ra cái giọng trời mày chơi tao nữa gì nè mày chứ mày chứ. Không có à. Chơi gì? Tao nói gì ăn có chơi ăn. Giờ tao uống đàng hoàng nha. Chắc cái giờ không mở không? Uống giờ không? Kêu tao lên võng nằm khư là đó, tao thấy nghi nghi rồi. Trời nghi nghi nữa chứ kêu còn tốt kêu lên võng nằm té đó, giờ mới thừa. Thôi là trời, hên không đem điện thoại đứa con. Điện thoại đâu? Để nhà sạc rồi. Hên trời. Sạc trời. Tao không có biết được rồi nha. Trời mưa này đem điện thoại theo làm gì? Võng của tao giới trên luôn Quy. Giờ trên luôn. Nằm nữa. Báo. Mày á. Mày gì? Bóng mà không ông vô ông nằm đã rớt ở đó nó thừa đâu vậy về đi ông nội ơi đâu vậy chơi cho cái gì đó là mày cho nó mà cho anh đi về luôn chứ mình quen nó đổ vô đây uống nước vừa vô đi nằm võng té đó đâu thừa cho anh giờ chân võng con ta luôn rồi ừ là mấy ngày sáng rồi quên ừ mày hay lắm bảo tao muốn tao chơi lại không có dãy nha quá bao ủa là giờ chơi lại nó chơi nó gịch như võng cái gì nè hay ai gịch thấy tao gạch không? Tao gạch cái mày. Sao vậy? Đi giờ ai rồi mà nước chẹp chứ quay cái gì? Ở đây cao cao luôn đi. Đây muốn gì? Trời thề không nổi. Ê! Hello cả nhà nha. Ở trời cái này mình chơi gì là họ không ai biết mình cho nó chơi ở nhà tại em gọc dừa nè, em đứng giữa cây dừa nó là hợp bài hợp lý nha cả nhà. Bây giờ đợi mấy anh em khi vô thôi, bây giờ thằng ai vô trước là đó sẽ thử sấy.
sẽ thưởng thức món quà đặc biệt của bạn Caramel dành cho mấy em nha cả nhà. Em chỉ hỗ trợ làm những cái điểm nhắn như là chặt dừa này kia thôi nha mấy anh chị. Còn toàn bộ lại là của bạn Caramel. Thì chương trình tiếp theo là ai thì mong cả nhà mình đón xem hết video nha cả nhà mình ơi. Rồi đây chặt dưỡng ngắm cảnh này kia cho nội chứ làm gì đâu mà ơi. Cái gì? Kiếm có dừa hay gì? Có đâu có. Chặt dừa khô rồi trời. Ủa sao báo đông chở ra luôn? Ai biết vậy? Báo đâu? Ai biết? Có một chuyện nó chở lên luôn. Tôi bị khó giống nữa trời. Ờ mơ văn nằm coi Caramel nó chặt dừa với con cá chơi đi. Nằm đi. Mơ nằm xong đứng dựa lưng chặt coi uống dừa xong nằm. Trời mỗi cái dừa gì kỳ cục với trời. Như em đã yêu quá là nên tin, không biết đã có cái người lúc mà đến mình. Chúng chúc tôi san cho. Chúng chúc. Gì vậy? Cô nậu là cái giọng mà kỳ cục với trời. Chơi cái gì nữa nè? Chơi mà chơi. Chơi cá chơi luôn nè. Làm thử đi. Nói lại vừa vừa. Cái giọng của ta nào không nằm đi vừa. Thấy cái giọng mà văn mà không nằm là thấy nghi dữ lắm nè. Nghi đâu mà nghi không? Tại nó chưa có nằm gì hết trơn. Nó không nằm vừa đó. Té đâu nó thừa. Điện vô đây là có bao nhiêu đó. Nhiêu đâu mà nhiêu. Đây chơi lá cáo cá. Trời gì trời, ông bố đậu thì điên té dẫu nó về. Điện vô đây có nhiêu nữa đó chứ gì. Như đâu mà nhiêu. Lên làm lại đi, tôi ăn lại giống nhầm nè. Kìa, cái anh đặt bên kia nữa kìa. Đâu. Cái anh đặt đâu, đặt cam của ai đó. Lên nằm đi chứ. Lên nằm đi, cho lên nằm nè. Tối ngày có nhiêu đó đó. Lên nằm lại đi. Bờ mốt có mắc dịch mắc chó thì điện không ai vô đâu. Lên nằm đi. Vô hai. Rồi, chạy ông về thiệt luôn trời. Tại chú hai ông dặn một cái về thị luôn ở nhà, chưa làm gì hết chứ. Rồi mới xe về luôn kìa. Trời thôi cãi ở nhà bây giờ dặn dặn đi chứ về nhà em mời chầu phải sửa hay là này kia là ok hết trơn à mấy chị. Tới lúc mạch. Cũng chắc vô kìa chị chờ. Bây giờ tới cột báo báo cho bạn Minh Say. Bạn Minh Say vẫn đây, vẫn đang ở nhà rồi. Ờ bạn Say, bạn Say sắp nhắn tin nói đau hả? Rồi bạn Say chắc không có vô đây chơi được ở nhà, tạm bạn Say bệnh rồi. Thì tiếp tục là chắc còn báo báo với cả nhà, thì cả nhà đó có xe nha cả nhà. Tới báo là em sẽ cho bạn coi bạn dịch cái giỏng nha anh chị, tại bạn cái bạn lực anh chị. Còn chú hai nó dịch tới 2-3 phát hơn cái giỏng nó mới bùng anh chị, tại nó nặng á. Mày nặng không? Yếu. À, đúng rồi, do em yếu nha, em dịch không nổi. Báo mày nó làm gì lâu dữ ta. Thôi rồi chứ vừa nè nhà ơi. Gọt ơi, phải để trên kia nó gọt đảm chết luôn. Ơ đây nè lính ơi. Đây nè. Uống nước dừa ngắm cảnh đồ kia chơi nè. Rảnh lắm. Giờ này rảnh lắm trời, với mưa rủ vô đồng nó cảnh cho hầu bị sét đánh hết trơn quá. Mày đi về Lan. Mày đi về Lan. Rửa này. Mày ngăn ngắm ăn muối nói tụt la đi về. Người hay làm gì? Ừ, gió không chưa ở nhà chứ trời. Về. Tao nói gọi đi vô đồng nè, chạy bơ này con. Tụi mày ha. Mày thấy gì không? Thiên lo đây nè. Thôi mày bỏ búa giùm tao với mày ơi, mày đi vô đồng mày chạy búa. Mày ơi. Tao búa đi lọc dừa. Thôi bỏ giùm tao cái đi. Đi chỗ khác chơi liền, không có ra đây nữa. Mày uống nước dừa nằm chổng hay gì? Ra khác đi. Rồi miếng rồi, chặt miếng rồi, chặt miếng rồi. Uống chào. Chà cái đầu của mày gọi thằng nó vô đây mà làm gì vậy? Ngủ lên đây chơi chúng vừa ngắm cảnh. Đâu cái sạc trời sạc nó ngớp cái lắm. Tao mới câu cái sạc cái chuột mấy con nó nhìn có cái cha nó quậy um sùm. Ngủ mơ tim tim thiếp như vậy. Ê, cái này nữa lên cái chạy vô đây chạy được đâu đi. Mình chạy cá mình nướng được nè. Để chạy vô thật. Đúng không? Ở đây có cá mình dưng không eo? Rồi mình đem con cái cha thấy nó ngớp đỏ đắt lên chứ. Mình đem cái chạy vô đây nè, mình chạy mình bắt cá mình dính mình nướng. Trời đỡ đã luôn á. Ừ. Nãy tôi tính điện này vô cái đem vô chạy rồi mà đi vô không nghe máy. Trời ơi thôi đem nậu ơi. Không tình nhóm nữa hay nó nha, thấy rồi không trả lời. Sợ sai nữa hả? Thôi đi tao mất mệt quá. Sợ sai nữa.
tôi vừa thấy tin là tôi chạy vô liền chứ đừng có nói mà kêu mà sợ điện tôi một hai cú tôi nghe lắm để không sai không dọc mày không kêu mua đồ nữa mày kêu mua này kia chứ sao chuyên gia sẽ vừa lẻ uống ơi trời ơi mày là cha nữa ơi xạ vừa này giờ nó chè bá ơi vừa dạ rồi ba chồng uống mày là cha nữa ơi đâu bây giờ có hai người ta hai người ta có con trái một đứa con trái một đứa sao gặp mấy ông quải quá trời trời ba cái trái dừa này không mà màu sao mà lu bu hết trơn vậy nãy tao chặt hai ba trái uống như dừa đóng được trái lượng hết trơn tôi nợ kéo cá không cái cha nó quậy đùng đùng đây nè trái một kéo cá có đèn cái gì theo đầu kéo đi với mấy dài không cái nữa mày làm nậu quên tao đi về tao lấy dài ba mấy ba cái kéo kia một cái còn hơn cái thứ gì nữa nội ơi không cái gì cái nào đấy cái mày bị dính mày rồi mày ra anh em tôi đến nè ủa gì vậy anh cái gì vậy trời gì hả mấy ông đại ơi tao không biết cái gì đâu, tao ngầu thôi mà, tao có làm gì đâu trời. Đó là trời chơi cái gì vậy Huy? Ai chơi? Ai chơi? Chơi mày cái gì? Tao chặt cái giò rõ ràng, tao có đụng gì tới mày đâu. Lắm, chơi mày. Ủa cái gì vậy trời, cái giọng sao mày lại mày lên chơi trời. Cái giọng này anh ta có văn đâu mà lên nằm chứ hả? Anh ta có văn đâu mà lên nằm chứ hả? Quá luôn không? Ừ, cái gì vậy? Trời ơi, là trời mấy ông nội ơi, mấy ông nội rồi sao không nói gì trời. Trời tao leo lên ngồi xong rồi mới nói. Chưa kịp nữa. Chưa kịp mở miệng đâu mà lên mà nằm rồi. Tại vì tôi nói mày chưa kịp té nên tao chưa nói. Thôi là trời, mấy cha ơi, mấy cha hồi nãy tao nói mẹ đi cái giọng chưa có văn đi. Để tao biết tao không có nằm lên làm cái gì hết, tao có uống cái chân của mình nữa rồi. Uống thai, làm gì căng. Làm gì căng. Mẹ muốn lộn khổ gì vậy, lộn chứ. Tại hồi nãy tao vô nói giọng chưa có văn nên tao vừa nằm lên để đừng có làm đi. Tao chưa kịp nói nữa là mày lên mày nằm rồi mày cãi gì. Ai mượn mày lên nằm, ai kêu lên nằm dậu. Mấy ba, buông ra mấy ba, gì không. Ai kêu lên nằm dậu. Miệng mất bố trời. Muốn cách lấy quần luôn chứ trời. Tao không có giỡn với mày mày. Cái gì đâu cá bụng trời cá nữa. Đâu cá đâu, cá đâu, bọn cá rồi. Mày chơi cái gì giống như cá mà sợ tự nhiên mày lại giống chim mà không văng mà chim là cá gì vậy? Chưa kịp văng nó mà lên nằm mà bực la lại. Chưa kịp nói, chưa kịp chơi. Chưa từng thấy mày thì chơi giống người ta hết trơn quỷ. Chơi mà kỳ thương. Chơi cái giống mà sợ chơi giống của mình người ta chơi hẹp hết trơn nè. Ok chơi. À quên chứ quên. Ta tưởng là cái giống vừa. Xin lỗi. Đó là trời cái thằng đấy chơi tụi vô lại quý. Trong một lát mày có mày liền bây giờ mày chơi mày kỳ thôi trời. Xin hai thằng nhắn nước cái thằng không? Thôi. Hả? Là thằng quậy trận. Dép bỏng của tao mày chơi lên giục con hoài. Giục hoài quý, queo này giục hoài, giục nó kìa mày lên giục nó đó. Tao không có giỡn nữa nè. Kè, nó cầm chiếc dép nữa kìa. Kè. Kè. Không có ai quá. Kè. Khủng. Ôi. Đó, tao đó. Biết là khủng như vậy. Sắp chân mà tao luôn rồi trời. Ủa là trời, hai mày. Chiều ấy khóa giấc mơ nằm rơi bên thề. Nói đau trong lòng trừ đen khó đắng. Như vậy. Đúng thứ hai thằng mày ba chợ mà vừa thôi nghe. Tiên gia chơi gì chị thôi trời. Chưa nắng mà chơi cái chơi nè tao bóc mình xin nè tao chợ nghe thằng thứ hai cái thằng này giỡn giỡn chị thôi liền tao chợ miên còn xịn luôn cái chơi á chơi thứ gì mà chị thôi trời có gì đây chơi cái vô đây nó cho thì gì chứ nó chơi cái gì chơi gõ gạt nghe chưa có là cái cam nè dùng cái thứ hai cái thằng mày chiên ra ủa là trời mày muốn bụi vô quá không gầy quá à ai gầy quá mày đi ra đây. Trời ơi, cái nào cần bóng luôn cả nhà ơi. Ê, gắt rồi. Gắt rồi. Mày đi ra đây.
dùng cái thứ mấy thằng mày ha, cho tao ha, tụi đợi đợi cái quần cho tao luôn nè, cái quần tao chơi nè. Mấy này chơi kỳ thôi á, xong làm xe chạy về ha. Ừ, điện thoại kìa trời, rồi luôn rồi trời, ước điện thoại hết trơn luôn không nổi ư. Nghe vô đây là cho người ta phải ghét mấy mày thiệt. Anh bị gách cái quần ở nhà một gan ta ở nhà. Anh đó 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 cái nhà. Phải không? Anh mất cỡ anh chưa nhậu rồi. Dạ. Anh ghét cái quần ở nhà. Thì bây giờ chắc bạn bên xe không có vô nha nha. Sếp bạn bên xe nói là bạn bệnh rồi. Thì bây giờ là em với bạn Caramel là chỉ cho anh được 3 anh em thôi. Là chú Hai với bà Báo giờ anh Hai thôi nha mấy anh chị. Thì cái nhà mình thôi em xin phép về tụi đây nha. Nếu cái nhà thấy bằng tròn của bạn Caramel về em có hay thì cái nhà mình cho em một like, một đăng ký kênh và một share cái nhà. Và đừng quên nhấn vào cái chuông khi mấy em ra video mới nha. Giờ thì chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà mình có một buổi hay là một ngày hay là buổi trưa, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối gì đó mấy anh chị. Xem live thật là vui vẻ nha cả nhà mình ơi. Giờ bye bye cả nhà nha. Xem video.